cổng mặt trời lên tiếng khi bị tố quỵt tiền của họa sĩ vẽ. Diễn viên Đào Bá Thắng bức xúc cho biết đây chỉ là những lời tố một chiều và có nhiều thông tin sai trái, không đúng sự thật câu chuyện đang diễn ra. Diễn viên Bá Thắng cho biết anh cảm thấy những lời tố của nam họa sĩ đã đưa câu chuyện đi quá xa so với thực tế. Tối ngày 6 tháng 7, đôi bạn thân diễn viên Hòa Hiệp, Bá Thắng đối mặt với những tin đồn không hay trên mạng xã hội. Cả hai bị tố quỵt tiền của một họa sĩ vẽ tường sau khi đơn vị này tiến hành hoàn thành xong sản phẩm như đã thỏa thuận từ ban đầu. Tuy nhiên, đáp lại lời tố cáo này, trên trang cá nhân diễn viên Bá Thắng bức xúc cho biết đây chỉ là những lời tố một chiều và có nhiều thông tin sai trái. Ngay sau đó, chúng tôi đã liên hệ trực tiếp với diễn viên Bá Thắng. Anh thẳng thắn cho biết những gì anh muốn chia sẻ đã được anh công khai trên trang cá nhân của mình. Đồng thời anh cũng cho biết thêm, hiện tại anh đang liên lạc với thợ vẽ để xóa bức tường và vẽ lại cho kịp ngày 10 tháng 7 này khai trương quán. Nguyễn Lê Bá Thắng, Hòa Hiệp gây ấn tượng với vai diễn trong phim Gọi Giấc Mơ Về, Cổng Mặt Trời và nhiều phim truyền hình khác. Hiện tại ngoài công việc diễn xuất, cả hai vừa ca hát vừa theo đuổi công việc kinh doanh. Từ chuyện khoe nhẫn của Lệ Quyên, nhìn lại tình bạn đã tan vỡ giữa Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà. Không ít khán giả cảm thấy tiếc nuối cho mối quan hệ thân thiết, tri kỷ một thời của hai người đẹp nổi tiếng hàng đầu showbiz Việt. Trước đây, Hồ Ngọc Hà và Lệ Quyên từng là cặp chị em trên bến dưới thuyền, đi đâu cũng có nhau. Tuy vậy, vào giữa năm 2015, cả hai có dấu hiệu rạn nứt tình bạn khi cạp mặt nhau, tiếp sau đó là những dòng công kích đối phương trên mạng xã hội. Hồ Ngọc Hà và Lệ Quyên từng là đôi bạn thân thiết của làng nhạc Việt, dù theo đuổi hai dòng nhạc khác nhau, lại là ca sĩ hàng A được dư luận săn đón, nhưng cả hai vẫn luôn quấn quýt như hình với bóng cả trên sân khấu lẫn ngoài đời. Hầu như trong các đêm nhạc lớn, những chuyến đi từ thiện của Lệ Quyên hay Hồ Ngọc Hà đều có sự xuất hiện của người còn lại. Hình ảnh Hà Hồ và chồng cũ Cường Đô La góp mặt chung vui trong ngày cưới của Lệ Quyên và ông xã đại gia. Khoảnh khắc vui vẻ của hai nữ ca sĩ khi cùng lưu diễn tại trời Tây. Cả hai cũng từng cùng nhau chia sẻ nhiều niềm vui trong cuộc sống, tình yêu cũng như công việc. Tuy nhiên, những hình ảnh thân thiết giờ chỉ còn là dĩ vãng, bởi suốt 3 năm qua, khán giả đã không còn thấy họ sánh đôi bên nhau trên sân khấu lẫn ngoài đời. Theo một số nguồn tin, sự rạn nứt của mối quan hệ này xuất phát từ scandal tình ái của Hà Hồ và đại gia Kim Cương Chu Đăng Khoa. Một số nguồn tin cho biết, lý do khiến Hà Hồ, Lệ Quyên không nhìn mặt là do nữ hoàng phòng trà phản đối Hà Hồ quen Chu Đăng Khoa, nhất là những tin đồn xoay quanh nữ hoàng giải trí, làm người thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Khi cùng tham gia live show của Đàm Vĩnh Hưng tại Hà Nội, hai bà mẹ một con gặp nhau nhưng cố tình lảng tránh, không nhìn mặt đối phương. Thời điểm đó, khi được hỏi về mối quan hệ giữa Hà Hồ và Lệ Quyên, Mr. Đàm chỉ nói bâng quơ. Bạn bè chơi với nhau cũng có lúc hiểu lầm, giận vu vơ, đó là chuyện bình thường. Trong lần chia sẻ với chúng tôi, Lệ Quyên cũng từng bộc bạch về mong muốn hàn gắn mối quan hệ cơm không lành, canh không ngọt với Hà Hồ. Cô chia sẻ, tôi cũng hy vọng một ngày nào đó, một cơ duyên nào đó, vết thương nào đó cũng sẽ được hàn gắn lại. Nhất là khi chuyện này không hề gây tổn thương cho cả hai. Chẳng qua là ở một giai đoạn, khoảnh khắc nào đó, bản thân tôi muốn có một khoảng lặng để xem xét lại các mối quan hệ ở xung quanh mình. Tôi đang ở giai đoạn đó, chỉ đơn giản là thế thôi. Tuy nhiên, Hà Hồ vẫn tỏ ra dửng dưng trước lời chia sẻ của Lệ Quyên. Thậm chí gần đây, người ta còn thấy hai người đẹp công khai đá xéo nhau trên mạng xã hội. Bạn gái Kim Lý để lại lời nhắn đầy ẩn ý. Khoe là chụp ảnh phải giơ tay, tay cổ này kia. Thôi em ơi, có bằng ai đâu mà khoe làm gì. Ăn ngon mình hưởng, ngủ ngon mình khỏe là vui rồi. Có điều đúng là muốn sống yên cũng khó nhỉ. Rùi mũi quá nhiều vì cuộc sống bây giờ ô nhiễm quá. Dù không nhắc đích danh ai, nhưng lời bày tỏ của Hà Hồ được nhiều người cho rằng cô đang nhắm tới người bạn cũ Lệ Quyên khi chỉ cách đó không lâu, người đẹp này vừa đăng ảnh khoe nhẫn và trang sức kim cương đắt tiền trên trang cá nhân. Khi một vài khán giả chụp lại bình luận của Hà Hồ và gửi tới Lệ Quyên, nữ ca sĩ cũng không ngần ngại đáp trả. Làm người coi bộ khó quá, chắc phải nhiều kiếp nữa, về đúng hình hài và bản chất rồi mới cơ may được ngang hàng làm người với mình. Nhìn lại quãng thời gian Hà Hồ Lệ Quyên từng thân thiết như tri kỷ, cho đến lúc đôi bên liên tục công kích đáp trả sâu cay trên mạng xã hội, không ít khán giả cảm thấy tiếc nuối cho một tình bạn đẹp của hai mỹ nhân nổi tiếng hàng đầu showbiz Việt. Cuộc đời ba mỹ nhân gắn liền tên tuổi với Tăng Thanh Hà đều có điểm chung này khiến ai cũng ngỡ ngàng. Tăng Thanh Hà là một trong những ngọc nữ của làng điện ảnh Việt Nam, tham gia diễn xuất khi chỉ mới 16 tuổi. Những bộ phim làm nên tên tuổi của Hà Tăng có thể kể đến như Hương Phù Sa, Dốc Tình. Sau nhiều năm, Tăng Thanh Hà lập gia đình, rút lui khỏi showbiz, có cuộc sống viên mãn cùng chồng và hai con. Nhan sắc và đời tư của dàn sao nữ từng kết hợp ăn ý với nàng ngọc nữ như Kim Hiền, Ngọc Ánh và Bằng Lăng cũng là đề tài được công chúng quan tâm bàn tán. Kim Hiền,
Là diễn viên từng kết hợp với Hà Tăng trong hai bộ phim Dốc Tình và Hương Phù Sa, nữ diễn viên sở hữu khuôn mặt sắc sảo và khả năng diễn xuất chắc tay gây ấn tượng mạnh trong lòng khán giả. Kim Hiền từng trải qua mối tình sóng gió với DJ Phong, cả hai có với nhau một đứa con trước khi tổ chức đám cưới vào năm 2010. Thế nhưng chỉ sau 2 tháng về chung nhà, Kim Hiền phát hiện chồng ngoại tình và đệ đơn ly hôn. Giữa năm 2014, Kim Hiền tái giá với doanh nhân Andy và theo chồng sang Mỹ định cư, chính thức rút chân khỏi làng showbiz. Tổ ấm của Kim Hiền nay đã có thêm một thành viên mới là bé gái Ivona. Kim Hiền nay đã bước qua tuổi 36 và mặn mà hơn xưa. Cũng như Hà Tăng, nữ diễn viên sống hạnh phúc ở nước ngoài với chồng và con sau khoảng thời gian lận đận chuyện tình cảm. Nguyệt Ánh, giống như Tăng Thanh Hà, Dốc Tình cũng là vai diễn đầu tay của Nguyệt Ánh. Vẻ đẹp dịu dàng, ngọt ngào của nữ diễn viên được lòng rất đông đảo khán giả màn ảnh nhỏ. Theo đuổi diễn xuất đã lâu, nhưng Nguyệt Ánh vẫn thiếu chút may mắn để tạo nên bước đột phá trong sự nghiệp. Các vai diễn của cô bị nhận xét là na ná nhau, nét diễn một màu lâu ngày gây nhàm chán. Nguyệt Ánh khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Năm 2017, cô bí mật tổ chức đám cưới với bạn trai người Ấn Độ, đồng thời cũng là huấn luyện viên yoga. Hiện người đẹp đang sắp sửa chào đón con đầu lòng. Bằng Lăng, sau vai phụ trong Dốc Tình đến năm 2008, Bằng Lăng kết hôn với doanh nhân người Đức và sang Mỹ định cư. Người đẹp sinh được 2 con trai và ổn định cuộc sống tại nơi xứ người. Đặc biệt dù ít khi lộ diện nhưng nhan sắc của Bằng Lăng sau nhiều năm vẫn vô cùng sắc sảo. Dương Triệu Vũ lần đầu tiết lộ chuyện anh trai Hoài Linh từ mặt Hoài Lâm. Dương Triệu Vũ chia sẻ tâm tư, tình cảm dành cho Hoài Lâm khi anh ngồi ghế giám khảo của chương trình truyền hình Ban Nhạc Quyền Năng. Dương Triệu Vũ có quan hệ khá thân thiết với Hoài Lâm bởi Hoài Lâm từng được biết đến như con trai nuôi của Hoài Linh, anh ruột Dương Triệu Vũ. Khi đề cập với sự xuống dốc trong sự nghiệp của con nuôi Hoài Linh, Dương Triệu Vũ thẳng thắn nói: "Tôi nghĩ mọi người hơi khắt khe với Lâm. Tôi có xem lại gương mặt thân quen và nói với Hoài Lâm rằng chú thấy con làm những điều không phải ai cũng làm được. Chú không bao giờ muốn con đi quá xa với đam mê và sự thiên phú. Mong con được bình yên, trưởng thành và sẽ thành công hơn nữa." Khi được đề cập đến việc Hoài Linh giận dữ trước sự buông thả của con nuôi nên không còn quan tâm, Dương Triệu Vũ lý giải. Anh Linh là người nóng tính, lâu lâu hay nói những lời giống như vậy. Anh cũng hay giận lẫy, nhưng sau đó sẽ quan tâm không bao giờ ngớt. Những lúc giận tôi, anh Linh không nói chuyện nhưng anh luôn theo dõi những người xung quanh. Quan trọng là tình thương không bao giờ giảm đi, mình có thể tạm thời bỏ qua nhưng rồi nó cũng ở đó thôi. Tuy nhiên, không ai có thể phủ nhận rằng những ồn ào về đời tư phần nào khiến tên tuổi Hoài Lâm đi xuống. Dương Triệu Vũ khẳng định, Hoài Lâm là một đứa có tài năng mà không phải ai cũng có được, điều đó không ai phủ nhận. Trong tuổi trưởng thành, có nhiều biến cố của cuộc sống và những thay đổi tâm sinh lý, thì sự nổi tiếng quá đột ngột của Lâm cũng đã kích rất nhiều vào tâm lý của cháu. Bây giờ mọi người nói Hoài Lâm xuống dốc thì tôi thấy không đúng vì cháu đã chạm được đỉnh điểm quá sớm. Dĩ nhiên cuộc đời đâu phải có đường lên mà phải có lúc thăng, lúc trầm và mình sẽ định vị cho bước kế tiếp. Cho nên, mọi người nói Lâm xuống dốc không phanh hay hết nổi tiếng thì tôi không tin vì cháu tôi rất có tài và có vị trí đứng vững trong lòng khán giả. Bây giờ mọi người đang chờ đợi sự trở lại với sản phẩm của Lâm chứ không phải trở lại sự nổi tiếng. Tôi đang mong đợi Lâm sẽ bớt những chuyện tình cảm trong cuộc sống tại vì mới lớn ai cũng muốn yêu, ai cũng muốn thử nhiều cảm xúc trong cuộc đời. Nhưng rồi mình sẽ phát hiện công việc và gia đình là hai thứ sẽ không bao giờ rời bỏ mình nên hãy tập trung vào hai thứ đó nhiều hơn tình yêu bên ngoài. Từng có người nói rằng Hoài Lâm cần có sự giúp đỡ vì nam ca sĩ đang chơi vơi, Dương Triệu Vũ chia sẻ. Tôi nghĩ sự giúp mà Lâm cần là sự động viên về tinh thần để cháu biết mình còn có tình thương mà vượt qua sóng gió, còn tài năng thì không cần bàn tới. Tôi cũng vậy, hành trang vào đời không có gì ngoài tình thương từ những người thân, để tôi bước vào đời bằng sự song sáo, chiến đấu khắp mặt trận mà không sợ thất bại, bởi khi thất bại tôi có thể ngã về gia đình và đứng lên đi tiếp. Cuộc đời này, thắng là một trận không có ý nghĩa, mà phải đi tới cuối vẫn cảm thấy thỏa mãn. Đó mới là thành công thực sự của một con người, chứ không phải vì nổi tiếng quá, giàu quá là sống hết cuộc đời với sự an nhiên và niềm hạnh phúc. Trở lại với vị trí giám khảo của chương trình truyền hình Ban Nhạc Quyền Năng, Dương Triệu Vũ thẳng thắn đối mặt với tin đồn về mình. Khi được hỏi làm giám khảo dựa vào mối quan hệ của Đàm Vĩnh Hưng hay Hoài Linh, anh đáp trả, tôi hiểu rõ mình nhất. Mình là ai, mình đi đâu, mình đang làm gì và tôi dư hiểu ban tổ chức mời tôi vì lý do gì. Tôi không có liên quan tới anh Hưng vì chương trình này không có anh Hưng, cũng không có anh Linh. Họ mời tôi vì tôi làm được và giờ cũng là mùa 2, tôi trở lại với sự trân trọng bên ban tổ chức. Với tôi đây không phải là game show mà là buổi âm nhạc mình được thưởng thức và có cơ hội biết nhiều người mới, được nghe những bài mới. Tôi là người sướng đầu tiên nên luôn luôn trân trọng cơ hội này và làm tốt nhiệm vụ được giao.
Nói về việc được đánh giá khôn khéo, Dương Triệu Vũ tâm tình: "Tôi không dám cho mình khôn khéo, nhưng tôi nghĩ mình là người tử tế, vì tôi lúc nào cũng đặt mình vào vị trí của thí sinh. Bình luận của mình phải trên tinh thần xây dựng, chứ không phải nói để người khác buồn và dìm hàng người ta. Điều đó rất vô bổ và thiếu tình người. Cho nên khi tôi nói chuyện hoặc phê bình ai, tôi luôn cân nhắc nếu như mình đứng trong cương vị của thí sinh đó, lời nói của mình có giúp ích cho thí sinh và có làm cho thí sinh tổn thương hay không. Có nhiều yếu tố tâm lý mà càng lớn tuổi, tôi càng nhận thức được nhiều và càng học hỏi thêm nhiều từ những người xung quanh, nên cách mình nói chuyện cũng khác."